Em về rồi đấy à? Ừ. Sao trông em có vẻ mệt mỏi thế? Ở công ty có chuyện gì à? Có chuyện gì đâu. Hôm nay em được chị Hoa phòng nhân sự mời ăn tân gia. Được mời đi ăn cỗ thì em phải vui chứ. Sao em lại buồn? Vui thì có vui, nhưng mà là vui cho chị ý thôi. Nghĩ lại đến mình lại thấy chạnh lòng ấy. Chả biết bao giờ mình mới mua được nhà như người ta. Việc mua nhà ấy, nó cũng là một việc lớn. Theo anh nghĩ thì vợ chồng mình cứ từ từ. Cứ gì mà phải vội, đúng không? Bây giờ em hỏi anh nhá. Vợ chồng mình cứ ở cùng bố mẹ như thế này, tiền nhà thì đã không mất rồi. Hai vợ chồng đi làm, tháng nào cũng hết tháng đấy, chả để dư ra được đồng nào. Thế thì bao giờ mới mua được nhà, đúng không? Em nói anh thấy cũng đúng. Công nhận là dạo này vợ chồng mình chi tiêu ác thật. Thế thì nếu mà muốn mua nhà thì từ giờ trở đi vợ chồng mình phải thực hiện cái chính sách là tiết kiệm. Không tiết kiệm ngay luôn từ bây giờ đi anh ạ. Mà em một cách này nhá. Không sao. Ông ơi. Ông. Sao giờ này hai đứa vẫn chưa về nhỉ? Mọi khi giờ này ấy là cả nhà là ăn cơm đâu vào đấy hết cả. Không hiểu các con dạo này nó bận bịu cái gì mà mấy hôm liền nó toàn về muộn thôi. Cứ về muộn như thế này để cho con bé muốn nó cứ thui thủi một mình. Hai cái đứa này. Con chào bố mẹ ạ. Con chào bố mẹ ạ. Sao về muộn thế hả các con? Dạ, bọn con mới nhận được việc làm thêm giờ, bọn con quên mất không nói chuyện với bố mẹ trước. Không sao đâu. Hai con này. Dạ. Bố thấy mấy hôm nay không ai đi đón cái buôn cả. Cháu nó tủi thân. Hai đứa vào xem cháu nó thế nào. Vâng ạ, để con nói chuyện với cháu. Bây giờ con vào dọn cơm nhà mình ăn cơm ạ. Con xin phép bố mẹ ạ. Đưa ba đây mẹ xới cơm cho. Mẹ ơi, mẹ nhớ tuần sau mẹ cho con ăn hải sản nhá. Thì đây, mẹ làm cá cho con ăn rồi còn gì nữa. Cá là hải sản còn gì, đúng không? Này, hai con này. Dạ. Bố hỏi thật nhé. Vâng. Hai con dạo này có vấn đề gì về kinh tế đúng không? Hay là công ty nó khó khăn gì? Sao bố lại hỏi thế ạ? Mẹ nói thế này Phương ạ. Đây là không phải là mẹ soi mói, mà mẹ để ý. Hai tuần nay rồi con nấu ăn rất thiếu dưỡng chất. Mà mọi ngày ấy, mẹ nấu một món mặn là các con đã chê là không đa dạng rồi, không đủ dinh dưỡng rồi. Đến đậu phụ với cá khô các con còn không ăn cơ. Có vấn đề gì không hả các con? Dạ, thưa bố mẹ, chả là hai vợ chồng con đang thực hiện chính sách tiết kiệm để mua nhà. Mua nhà hả? Bọn con cũng đi làm kiếm tiền rồi, lại đang trong độ tuổi lao động vàng nữa, nên cũng phải tranh thủ cày cuốc mà kiếm tiền mua cái nhà mẹ ạ. Với lại con cũng tính toán rồi, bây giờ hai vợ chồng đang chi tiêu đến 60% thu nhập, như thế là quá nhiều ạ, cho nên con mới tính toán là phải cắt giảm chi tiêu ạ. Tốt đấy, bố mẹ ủng hộ việc này. Hai con có ý chí tiến thủ như thế mua nhà là tốt rồi. Hai con ạ. Nhưng bố thấy thế này, ngoài cái công việc của công ty ra hai con làm thêm là tốt, nhưng mà muốn làm gì thì làm, công việc gia đình phải hài hòa. Ở nhà còn có bán buôn nữa. Thứ hai, cả nhà khi gặp nhau về ấy, bữa cơm nó quan trọng lắm. Các con đi làm về ăn uống phải đầy đủ dưỡng chất, bố mẹ ở nhà thì già rồi, ăn bỉa đậu mớ rau luộc có khi lại còn tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng nếu nói về lâu dài, còn là sức khỏe của bé Moon nữa. Chính vì thế mà mẹ muốn rằng các con có tiết kiệm gì thì tiết kiệm, cũng phải đảm bảo dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe còn làm ăn nữa chứ. Thay vì việc tiết kiệm thì các con hãy giảm chi tiêu những cái vật dụng, hoặc như là những cái đồ mà các con không cần thiết phải sắm. Như thế mẹ thấy hợp lý hơn. Dạ vâng, bố mẹ nói đúng ạ.
đúng là vợ chồng chúng con cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Mẹ các con nói cực kỳ chuẩn đấy. Cô thấy là cái buôn này này cho cháu nó ăn đủ chất ấy là quan trọng lắm. Bố biết cái áp lực kinh tế vào người trẻ như các con bây giờ là cũng rất mệt đấy. Vâng. Nhưng cái công việc làm sao ấy làm cho nó hài hòa các con ạ. Thôi bây giờ thế này, lương của bố mẹ sẽ hàng ngày lo cơm nước rồi là lo ăn uống cho bé Moon, để các con cứ yên tâm để tiết kiệm lo việc mua nhà, được chưa nào? Ôi không được đâu mẹ ạ, bố mẹ còn nhiều khoản để chi tiêu riêng chứ ạ. Với lại vợ chồng chúng con đi làm rồi cũng kiếm được tiền, làm sao mà chi tiêu cái tiền của bố mẹ được ạ? Vợ con nói đúng đấy bố mẹ ạ. Dù sao cái tiền lương hưu cũng là tiền của bố mẹ dưỡng già, chúng con không thể nào làm phiền bố mẹ được. Còn cái việc chúng con tiết kiệm để mua nhà thì vợ chồng con sẽ rút kinh nghiệm và sẽ làm sao thực hiện chính sách tiết kiệm một cách hợp lý mà không ảnh hưởng đến gia đình. Không sao đâu, bố mẹ cùng góp sức. Thôi thôi, cả nhà ăn đi, nguội hết cả rồi. Dạ vâng ạ.